những bông hoa cài trên tóc mình tô màu hồng nha. Chiếc áo với những họa tiết rất là xinh này thì mình cũng tô màu hồng. Các bạn cùng mình theo dõi đến hết video để xem thành quả nhé. Mái tóc mình chọn tô màu, đây là màu xám khói à. Mình sẽ tô thêm một chút màu xanh trên chiếc áo. Là chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái rất là xinh đẹp. Với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.